Liệu nè. Ba. Hai. Đôi gì? Một. Bắt đầu. Tao là màu vàng là biết thua mẹ rồi. Hãy bỏ ra cái bánh mẹ vô cho làm tí. Cái này bỏ ra cái bánh mẹ vô cho làm tí. Xe đi Tấn. Kiểm tra nè, mời lên mẫu nè. Vô. Các đi sinh đâu? Hai đứa sinh khá là ngang tài ngang sức. Rồi, hai đứa tên gì? Xem nào. Vô. 2. 4. Đâu? Ok. Rồi gãy bàn đền nha em. Ok. Nè, anh kia nó tới vô nè. Kia nó tới đâu? Vô top 16 nha. Rồi chúc mừng hai đứa ôm nhau đi. Ok. Nè các bạn vô. Ngang. Đây. 4. Chơi. 2. 1. 3. Ngày nhà chơi nhau. 1. Bắt đầu. Ai thắng. Quyền đâu? Bỏ mẹ không cho. Cởi hết quần áo kìa. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rất là đổ máu giữa các thanh niên trai tráng. Và những anh chàng này đang cố gắng chuẩn bị giật nhau một cách rất là quyết liệt. Kệ mày. Nè, tránh ra cho ban quản sự quay hình nè. Và kính thưa quý vị và các bạn, hai anh chàng đấu nhau rất là quyết liệt. Và chúng ta đang thấy đội tuyển mình đội trắng và đội đen. Chúng ta thắng đây, đánh anh quay. Xì kè của những đứa chơi cần, của những đứa chơi thuốc lắc thì đang rất là máu. Và chúng ta sẽ thêm đến là ai sẽ là người đi tiếp trong vòng final đây. Ok. Rồi xin ra. Ai cũng ca là chó nha. 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 Ai
chơi rất đơn giản, ai cũng chơi trước thì đó là chó. Ăn lẹ lắm. Và hiện tại thì tôi chưa, em ơi, chưa thấy ai có dấu hiệu bỏ cuộc hết. Ok, chúng ta đã có một người bỏ cuộc. Mọi người thích thật 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 nhắm mắt luôn kìa. Con người chậm xỉu rồi, đội ơi. Đội xe của tôi. Trời ơi, nhanh lên đi. Chúng ta mới 14. Bỏ cuộc đi. Bên đây Subin đã bỏ cuộc rồi. Bỏ đồ cái gì vậy? Mày đi đi. Ê ê ê. Ê ê ê. Ban chương trình sẽ đái vô trong đó. Yeah.
Chim cánh cụt. Mỗi hai bè thôi, bình tĩnh. Ê, mày đi đâu vậy? Được má, được. Con chim lợn. Chim không lông. Con chim. Một con chim. Hai không bị chúng con chim. Con chim. Chim heo. Yeah. Ok, tụi mình nếu cộng đôi siêu viên của Mario, anh có 5 giây để dịch từ mà. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Em là 1 giây, ngày mai là hơn 3 giờ. Đạp, quẹt. Đạp ống miễn làm sao? Đạp kích. Tôi đã nói là không có được nhất mà. Đạp đi, đạp đi. Các bạn im lặng ơi. Đạp cá, đạp dây, đạp gà, đạp lên. Đi. Đạp. Không được nhất lần thứ 10. Không được nhất, không được nhất. Tôi lên nha, tôi phạt 2 chai bia nha. 30 giây nữa. Mình còn cùn không? Không. Anh không có bút. Tại sao bạn Ti đéo có cùn? Không đéo biết anh. Anh trả lời đi, tại sao bạn Ti? Anh kêu rồi mà không biết nó có đem về đem qua được hay không thôi. Chắc chắn là phải điều mấy người anh em của anh. Ok. Cùn. Rồi để anh điều nguồn lực. Yeah. Ok em. Chết được. Nè, mày nhảy hoài luôn nè. Mới ra ngựa 15 giờ. Anh có biết thế, còn sốt xích dài và bự.